Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ trả lời hai câu hỏi quan trọng liên quan tới tất cả những người đầu tư trong cộng đồng tiền điện tử cũng giống như Bitcoin. Câu hỏi đầu tiên là cái bear market này, thị trường gấu này đã kết thúc hay chưa? Và câu hỏi, là hỏi thứ hai, cái cách nào là cách làm ra được nhiều tiền nhất? trong tiền điện tử. Mình tên là Daniel tới từ ở Academy, kinh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam. Câu hỏi đầu tiên và nếu mà bạn đã là một người đầu tư trong tiền điện tử cũng giống như Bitcoin hay là blockchain thì bạn đều hỏi là cái cái thị trường gấu này nó đã nó đã kết thúc hay chưa? Nó đã quay đầu chưa? cái 15.500 vừa rồi phải là đấy hay không? Thì đây là cái sự suy nghĩ của mình và sự trả lời của mình. Mình thực sự không quan trọng. Cái thị trường gấu nó đã kết thúc hay là chưa kết thúc hoàn toàn không quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì ngay bây giờ, ngay bây giờ, bạn vẫn có thể làm ra được tiền. Và vừa rồi mình cũng đã chia sẻ một cái video làm sao làm ra được 100 đô ít nhất giao dịch nửa Bitcoin. Nửa Bitcoin. Và cái video đó đã được đăng lên kênh Tiên Academy ở trên Youtube. Nếu bạn chưa tham khảo thì bạn nên coi cái video đó. Thì tại sao mình không quan tâm? Bởi vì mình, riêng mình thì mình vẫn mình có hai cách đầu tư là mua và giữ và mua và bán nó hàng ngày. À, một ngày mình nhảy vô nhảy ra thị trường không biết bao nhiêu lần. Cứ mỗi lần mà cái thị trường nó nó gọi là nhảy lên nhảy xuống nhiều, tác động nhiều thì mình nhảy vô. Và mình không quan trọng cái thời gian. Có thể là 8 giờ sáng hay là 2 giờ tối, 3 giờ tối nhưng mình biết không phải ai cũng có thể làm được cái điều đó bởi vì số đông uh, chúng ta vẫn phải đi làm kim ăn uh, thì thì nếu mà bạn không có thời gian mà để nhảy vô nhảy ra cái thị trường uh, bởi vì nó nhiều lúc nó cũng phải uh, tốn thời gian nếu cái thị trường nó chậm nó không có cái sự uh, Nhảy lên chỉ xuống nó không có nhiều Thì bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian Nhưng mà nhiều lúc Chỉ có qua vài phút thôi Hay là nửa tiếng thôi Bạn có thể kiếm được rất là nhiều tiền Trong tiền điện tử Thì Nếu cho bạn Cho những cái người đầu tư tiền điện tử Mà đam mê tiền điện tử Mà vẫn phải đi làm mà không có thời gian ngồi máy tính Thì Cái cách hay ho nhất Bạn có thể đầu tư là Uh, DCA uh, có nghĩa là mua uh, vô từ từ bạn có thể đặt một cái uh, lịch của mỗi tháng là cứ uh, sau khi lãnh lương đúng cái ngày đó là bạn mua vô uh, 100 đô hay là sau đó mà tháng nào cũng như tháng nào hoặc hoặc bạn có thể mua uh, một tháng bạn có thể uh, mua hai lần. Và đúng cái ngày đó và đúng cái giờ đó thì bạn cứ mua. Thì cái cách đó là cái cách mà cho những người không có thời gian để ngồi, để gọi là nhảy vô nhảy ra giao dịch hàng ngày. Thì cái cách đó là cách hay nhất. Bởi vì sao? Bởi vì uh, cho là một ví dụ tại hôm nay là một bitcoin là 21 ngàn. Nhưng qua một tháng trôi đi, một tháng bạn chỉ DCA một lần thôi Một tháng trôi đi Thì đúng cái ngày đó và đúng cái giờ đó Thì một Bitcoin nó chỉ có 17 ngàn Và giống như vậy 12 tháng 2 năm trời Bạn cứ DCA, DCA vô giống vậy Thì bạn lấy tổng cái con số Những cái ngày bạn DCA Bạn cộng nó lại Và bạn chia Chia cho cái số tháng mà bạn đã đầu tư Thì bạn sẽ có được một con số gọi là trung bình và cái cách đó là một cách rất là khôn ngoan Bởi vì sao? Bởi vì Bitcoin Nếu có, nếu bạn đầu tư dài hạn Thì cái giá Bitcoin nó sẽ tăng trưởng Rất nhiều nữa Chứ không phải là vừa Điểm đến vừa rồi 69 ngàn Nó có thể lên tới 100 ngàn, 200 ngàn 500 ngàn, 1 triệu đô Một Bitcoin Những tháng và năm tới đây Và cái điều đó Là một cái điều Mình ngồi đây với có kinh nghiệm vài năm trời thôi từ 2008 đến giờ 2018 đến giờ mình xin lỗi thì và mình học hỏi nó hàng ngày thì mình khẳng định là tương lai này tương lai này một bitcoin sẽ có con giá cực cực kỳ cao và những cái người mà đã đầu tư vô những cái thứ là những cái commodity và những cái thứ khác trước đây đầu tư vô vàng đầu tư vô bất động sản Đầu tư vô cổ phiếu cổ phần đầu tư vô uh, uh, những cái thứ khác nữa trên thế giới này và càng ngày người ta càng khôn ra thì người ta sẽ rót cái phần trăm nhỏ nhỏ vô Bitcoin và và Bitcoin sẽ tăng chưa có bao giờ một cái tài sản nào trên thế giới này trong lịch sử mà số đông thì càng uh, cái cái sự tăng trưởng mỗi mỗi năm mỗi tháng mỗi ngày nó đều tăng trưởng những cái ví sở hữu tiền điện tử càng ngày càng tăng nhưng mà cái giá của nó thì thì càng ngày uh, vừa rồi thì nó đi xuống nó ngược với cái luật của kinh tế có nghĩa rằng để mình giải thích ở kỹ càng thêm một chút xíu nữa cho bạn có nghĩa là trong một ví dụ mà mình đã dùng cái ví dụ này trước đây rất nhiều lần rồi nếu ngay bây giờ nguyên cái chợ đó đó nó chỉ có một uh, một trái táo thôi một trái táo thôi thì chắc chắn cái trái táo nó nó sẽ mắc giá hơn nếu nguyên cái chợ đó ai cũng bán táo hết thì cũng giống như bitcoin bitcoin chỉ có 21 triệu đồng từ cái ngày nó thành lập và cả ngàn 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 năm tới đây nó cũng vậy thôi 21 triệu đồng và biết bao nhiêu người với những cái cái tài khoản của họ trước đây những cái năm lúc nó mới thành lập đã mất hết những cái gọi là chìa khóa để vô tài khoản của họ rồi đã biết bao nhiêu năm trời những cái tài khoản đó nó không hoạt động rồi những cái ví đó thì những cái ngàn nghiên cứu suy nghĩ là uh, những người đó đã mất hết thông tin bởi vì vậy thì thống kê cho thấy thì khoảng cỡ 18 triệu đồng sẽ sẽ được luân chuyển sẽ được uh, gọi là cái đó là cái cái con số đoán dùng data để đoán có 18 triệu đồng trong nguyên cái hình thành hình tinh hình nguyên trái đất này mà trong trái đất này mình tới có tới 8, hơn 8 tỷ người lận 8 tỷ người lận so sánh với chỉ có 2, 18 triệu đồng thôi OK thì đây là một cái sự cái sự hàng hiếm và mình đã cũng đã chia sẻ rất là nhiều video về Bitcoin rồi thì nếu bạn uh, đây là video đầu tiên thì bạn nên quay lại những cái video trước đây để coi uh, thì đó thì vừa rồi mình mới chia sẻ cái cách là DCA nhưng cái cái còn một cách nữa nó gọi là nó còn hay hơn nữa thì DCA mình vẫn áp dụng nhưng thêm một cách nữa là bất cứ nó gọi là stay on steroid có nghĩa là lúc mà nó rớt xuống thì mình mua thêm rớt xuống thì mình mua thêm rớt xuống thì mình mua thêm cứ rớt xuống vài ngàn đô là mình cứ mua thêm thôi và mình giữ bởi vì mình biết mình lúc mình đầu tư thì mình đầu tư dạ, lâu dài và mình biết và mình tin nó nó sẽ có ngày đi lên những tháng và năm tới đây à, cho một ví dụ là mình chỉ có chờ để để cho bạn dễ hiểu hơn bạn chỉ có 100 đô thôi thì ngay bây giờ là bạn có thể mua vô 10 đô qua ngày mai nó rớt xuống 1.000 đô bạn mua 15 đô qua ngày mốt nó rớt xuống 3.000 đô thì bạn mua 20, 20 đô. Có nghĩa là bạn tăng cái phần trăm số tiền bạn rót vô lúc Bitcoin tụt dốc và chỉ giữ nó. Thì đó là cái cách đầu tư thứ hai mà nó có hiệu quả nhất. Hiệu quả nhất. Và mình cộng hết tất cả những cái cái giá mình đã mua và chia ra cho cái lần mình đã mua thì mình sẽ có một cái giá trung bình. Và cái giá trung bình đó OK thì cái giá mà bạn sẽ so với tương lai nó tăng trưởng như thế nào. OK thì đó là cái cách thứ hai hay nhất để đầu tư Bitcoin. Mình đang nói về Bitcoin. OK. okay. Thông tin thứ ba mình muốn chia sẻ là cái uh, riêng cái thị trường gấu này á. Ngay bây giờ cái giá nó cũng chưa đạt được cái giá mà mình mình có thể gọi là cái thị trường gấu này uh, 80% đã hồi phục. Cái con số là 25.200. Ngay bây giờ cái giá của nó, ngay bây giờ cái giá chính xác của nó ngay bây giờ là 21.000. 21 282. Từ 21.282 cho tới 25.200 thì nó là một cái con đường khá dài. Nói chính xác là khoảng cỡ 4.000 đô nữa Ok Thì mình Chừng nào nó tới được 25.200 Thì mình có thể 80% nói rằng Là Cái bear market này đã Đã over Thị trường gấu đã được đánh vỡ Và Cái Cái đáy của nó Vừa rồi là 15.500 Thì thì ngay bây giờ chưa có một cái tài liệu, một cái data nào mà mình có thể ra tuyên bố là cái cái thử trường gấu này đã xong và nó sẽ bay 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 lên thôi nghe thì chưa ok nhưng mình cũng cho bạn một cái thông tin nữa là trước đây nếu bạn đi lại lịch sử lúc mà mình đang nằm trong cái đà down trend là cái đà đi xuống đó. lúc mà cái đà đi xuống thì bạn cứ suy nghĩ lại nó có rất là nhiều thông tin của tiền điện tử thông tin hữu ích thông tin tốt của tiền điện tử thì lúc mà có cái đà đi xuống á, thì thông tin tốt nó xảy ra á, thì nó vẫn đi xuống giá bitcoin và nguyên cộng đồng tiền điện tử vẫn tụt dốc nhưng lúc mà cái gọi là cái cái trend nó bắt đầu đi lên á, bắt đầu đi lên là giống như ngay bây giờ nó bắt đầu đi lên lại thì lúc mà cái trend nó thay đổi mà nó bắt đầu đi lên á, thì lúc mà thông tin tốt xảy ra thì giá nó càng bay, bay thêm. Cũng giống như cái đồng Gala là một cái đồng để chơi chơi game. Một cái công ty, một cái nền tảng làm game. Thì vừa rồi. Đúng không? Nó có những cái thông tin mới xảy ra. Thì cái giá nó bay lên được. Nó nó được từ sự tăng trưởng cho tới một trăm mấy phần trăm. Trong trong đầu 7 ngày trời nhưng mà thường thường những cái thông những, những 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 cái thông tin đó nếu mà đẩy ra trong gọi là một cái 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 cái, cái đà đi xuống một cái bear market đó đi xuống đó, thì cái thông thì cái giá nó sẽ không biến đổi, nó không thay đổi. Nhưng vừa rồi nó có những cái tín hiệu là cái trend này bắt đầu đi lên lại. Bắt đầu đi lên lại nhưng để lấy được cái lòng tin của mình là phải vượt qua cái mức 25.200. Ok. Cái thứ uh, thứ năm mình muốn chia sẻ là đại bạn đừng có ngồi đó mà đếm đếm nến cây nến mỗi ngày mình biết là nếu mà hai cây nến cây nến ngày á mà nó hai ngày tới tiếp đây mà nó đi lên nữa nó vượt mất những cái ngày vừa qua thì nó sẽ tạo ra một cái gọi là một cái record gọi là nó đánh vỡ hết tất cả những cái nến trong lịch sử của đó đến giờ ngay bây giờ để vượt qua lịch sử là nó phải có 16 cây nến khung 1 giờ à khung ngày. Đi lên, đi lên, 10 gọi là 16 ngày à đi lên một lèo á. Thì nó còn 2 ngày tới đây nó sẽ chứng tỏ tỏ cái điều đó. Ngay bây giờ nó đang nằm ở con số 13, nó đã có 13 ngày liên tiếp. Giá của Bitcoin đã đi lên và cái về lịch sử của nó thì trước đây nó 15 ngày 15 ngày đi lên liên tiếp là cái mức cao nhất của năm 2013. Ok. Thì nhiều lúc bạn ngồi bạn đếm nến bạn thấy ô ngay bây giờ nó có 13 ngày liên tiếp đi lên rồi. Đúng không? Thì bạn ý thị trường này đã, đã thay đổi rồi, bạn phô mồ vô bạn mua. Coi chừng dính đòn. Nghe, coi chừng dính đòn. Bởi vì sao? chưa có một cái tài liệu chưa có cái giá nó chưa cái giá nó chưa đủ cho mình tin cậy là cái thị trường gấu này đã đã xong ok um, có nhiều người nhắn vô và thắc mắc um, mình đã nghe kinh bạn một tháng trời ba tháng trời rồi nhưng mà mình nghe thôi nhưng mà mình không có DCA hay là mình đầu tư và bây giờ mình rất là gọi là hận, buồn là mình không nhảy vô. Ok, không nhảy vô trước đây. Thì đây chỉ là một lời khuyên. Cái cơ hội của bạn để thay đổi cái vấn đề tài chính của bạn thì còn rất là nhiều. Bạn có thể có hết được cái năm 2023 này để nhảy vô luôn. Và đầu năm 2024 nữa. Bởi vì cái giá Bitcoin ngay bây giờ là chỉ có 21 ngàn nhưng mà những năm tới đây nếu bạn DCA bạn mua mà giữ nó lâu dài thì một Bitcoin lên tới 100 ngàn, 200 ngàn, 500 ngàn thì cái giá mà giữa 16 ngàn và 20 ngàn hay là 18 ngàn, 17 ngàn thì nó không quan trọng lắm. Nếu bạn mua để giữ nó lâu dài thì nó không quan trọng. Nếu bạn mua vô bán ra thì bạn quan trọng. Đúng không? Ok. Thì thì đó là thì đó là bạn còn rất là nhiều cơ hội. Chủ yếu là bạn có thể đi ra ngoài xã hội mà gom góp được đủ tiền tệ để nhảy vô hay không. Có thể dùng cái phương pháp DCA hay là DCA on steroid. Ok. Và cuối video mình muốn tặng bạn thêm cái công thức này thì mình thử sử dụng. Thì mình cũng sử dụng DCA và DCA on steroid. Và mình mua và bán nó hàng ngày và mình chỉ mua và bán Bitcoin thôi. Bởi vì nó không tốn phí và một ngày mình nhảy vô nhảy ra vậy đó không biết bao nhiêu lần ở trên sàn Binance. Ok, và mình mua nó. Ok, mình mua nó, mình bán ra mua và bán là cuối ngày cái lời. Đúng không? Cái lời mình lấy mình lấy cái lời đó ra 50% mình mua thêm Bitcoin bỏ vô cái ví lâu dài. Còn 50% lợi nhuận cái ngày hôm đó thì mình lấy nó ra thị trường mình lấy nó ra thị trường để trang trải cái cuộc sống của mình ok thì đó là cái cái công thức mình áp dụng và cái công thức mình nghĩ nó hay nhất trước đây mình chỉ mua và giữ thôi mình chỉ đi dca thôi ok nhưng sau khi mình học về vấn đề mà nhảy vô nhảy ra để trở thành một người gọi là daily trader, người mà trade hàng ngày. Thì mình thấy cái vấn đề mà làm ra được đồng tiền. Ok, mua và bán Bitcoin thì nó rất là hiệu quả. Ok, và nó tạo một cái gọi là một cái income, một cái lợi nhuận rất là cố định. Ok, và và mình lấy 50% của cái phần lời đó mình mua thêm Bitcoin nữa chứ không phải là uh, mua rồi Ôm, ôm cái ví đó mà đợi 5, 10 năm mười uh, năm sau để để trở thành người giàu, mình còn mua và bán nó và cái phần phần thắng của mình mình rót vô thêm thì đó là cái công thức hay ho nhất để làm được tiền để là trở thành những người giàu có trong tiền điện tử cũng giống như bitcoin. Mình tên là Daniel, tới từ Tiền Academy Kinh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam. Xin chào mọi người.